Chiều nay tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi thuyết trình của ngài Romano Prodi, Chủ tịch Ủy ban gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi với chủ đề Chính trị và hòa bình, hợp tác trên bình diện toàn cầu trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, nhịp cầu đối thoại hướng đến một nền văn hóa hòa bình do Quỹ Hòa bình Quốc tế tổ chức. Giáo sư Romano Prodi cho rằng thế kỷ 21 đang chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao cả về chính trị và kinh tế. Châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ cả về kinh tế và chính trị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của các nước châu Á đạt khoảng 7,5% trong những năm gần đây, trong khi Mỹ chỉ được 2%, còn châu Âu không tăng trưởng. Ngoài ra, không chỉ châu Á đang trỗi dậy mà châu Phi cũng đang có những thay đổi đầy ấn tượng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây, cuộc khủng hoảng dài nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã mang lại nhiều tác động tiêu cực cho người dân thế giới. Đó là bất công xã hội và khoảng cách thu nhập ngày càng trầm trọng. Những vấn đề này không chỉ tồn tại ở các nước phương Tây như Mỹ, châu Âu, mà xuất hiện ở cả các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ. Thế giới đang chứng kiến những thay đổi to lớn và sự chuyển theo hướng đa cực hóa. Hơn lúc nào hết, thế giới cần một hệ thống trị bao trùm dựa vào trí tuệ của cả thế giới để gây dựng và xử lý những vấn đề đang nổi lên từ Trung Đông đến Thái Bình Dương. Đặc biệt, trong thế giới đang biến đổi phức tạp này, con người phải có thiện chí, thương lượng và thỏa thuận với nhau để dẫn dắt thế giới theo hướng hòa bình và hợp tác.